thịt heo vượt xa thịt bò. BOT Ninh Xuân buộc phải xả trạm sau ít giờ thu phí. Chi tiền tỷ trang hoàng Giáng sinh. Xe khách 48 chỗ tông xe 29 chỗ lao đi hàng chục mét. Thu giữ 22 kiện dao, kiếm ship qua đường bưu điện. Câu chuyện độc đáo hôm nay là những hình ảnh nên thơ từ cánh đồng hoa dền cát ở Phú Yên những ngày gần cuối năm. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2019. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Thúy Quyên của chương trình Góc nhìn trưa nay. Thưa quý vị, chỉ trong hơn nửa tháng qua, giá thịt heo tăng trên 20.000 đồng 1 kg và hiện đang đạt ở mức cao kỷ lục, thậm chí nhiều loại đã vượt mặt thịt bò. Trong khi đó, nhiều siêu thị tham gia bình ổn thịt heo đang than lỗ nặng và đề xuất tăng giá thêm 50.000 đồng 1 kg. Thông tin từ nhiều trại heo phía Nam, giá heo hơi bán ra chiều ngày 16 tháng 12 ở mức 91.000 đến 93.000 đồng 1 kg, tăng 10.000 đồng 1 kg so với hơn 10 ngày trước. Thậm chí có thời điểm cách nhau một ngày, giá heo hơi tăng đến 6 giá. Theo khảo sát tại nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 16 tháng 12, giá thịt heo bán lẻ đã ở mức 225.000 đồng đến 250.000 đồng 1 kg với ba rọi rút sườn, sườn non từ 255.000 đến 275.000 đồng 1 kg. Đại diện một đơn vị cho hay, dự kiến mức đề xuất tăng giá lần này đối với thịt heo diện bình ổn có mức tăng cao nhất 50.000 đồng 1 kg. Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tăng giá heo thời điểm này hết sức nhạy cảm do đang vào cuối năm. Các sở ban ngành sẽ sớm họp lại nhằm đưa ra hướng giải quyết. Không lâu sau khi bắt đầu thu phí, trạm thu phí BOT Ninh Xuân ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã phải buộc xả trạm trở lại. Sáng hôm qua, các nhân viên quầy bán vé và bảo vệ vẫn có mặt tại trạm, nhưng nhóm này chỉ làm nhiệm vụ chỉ dẫn các xe lưu thông qua trạm. Từ đêm 16 tháng 12, sau khi trạm BOT Ninh Xuân bắt đầu thu phí, đã có một nhóm người dân cùng 30 xe vận tải các loại tới yêu cầu trạm dừng thu phí. Các xe này đã đi qua đi lại tại trạm nhiều lần, bóp còi xe lớn và không mua vé. Thì cái quyết định này chỉ có của Bộ Giao thông Vận tải thôi, còn cái nghị định là nghị định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 14 mà. Cái quyết định này sao lớn hơn toàn cái nghị định số 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được. Trong khi từ khi có cái nghị định số 437 đó thì Bộ Giao thông Vận tải đã cho dừng 14 dự án, trong đó có 4 dự án để ký hợp đồng và đang triển khai giống như cái dự án này. Thì tại sao 4 dự án đã dừng mà dự án này cũng để ký hợp đồng và đang triển khai, tại sao không dừng? Về việc người dân cho rằng công ty không thực hiện theo nghị quyết số 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, ông Phan Xuân Hạnh, trạm trưởng trạm BOT Ninh Xuân giải thích, nghị quyết được ký vào ngày 21 tháng 10 năm 2017, trong khi đó dự án đã được thành lập từ cuối năm 2014 đến năm 2017 đã xong giai đoạn 1. Tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa sau đó đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải làm tiếp giai đoạn bổ sung. Đến tháng 8 năm 2019, dự án đã xong giai đoạn 2 và trình các cấp thẩm quyền xem xét điều kiện cho thu phí. Về thắc mắc với vị trí đặt trạm BOT của người dân, ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, Sở đã làm việc với nhà đầu tư rất nhiều lần. Hiện tất cả các xe trong bán kính 10 km đều đã được miễn giảm phí. Vị trí BOT Ninh Xuân được đặt trong phạm vi dự án. Chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa là đã đến Giáng sinh, hiện các nhà sách, cửa hàng, nhà thờ, khu chợ đang rộn ràng bày bán đồ trang trí. Để trang hoàng cho Giáng sinh thêm rực rỡ, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng cho tiền trang trí. Tại đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, không khí Giáng sinh đã ngập tràn con đường chuyên mua bán sỉ lẻ đồ trang trí. Theo các tiểu thương, giá sản phẩm trang trí Giáng sinh năm nay tăng từ 10 đến 20% tùy mặt hàng. Giá các sản phẩm khá bình dân, quả châu giá từ 3.000 đồng một quả, chuông lắc sứ hình ông già Noel giá 135.000 đồng một cái, vòng nguyệt quế từ 70.000 đến 250.000 đồng một cái, người tuyết xốp giá từ 50.000 đồng, chỉ riêng cây thông Noel có giá từ 45.000 đồng đến vài trăm triệu tùy kích thước, loại lá, phụ kiện trang trí. Ở khu này các nhân viên đứng, ngồi ra tận lòng đường để kéo khách. Trên thị trường cũng xuất hiện một số cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh cao cấp có giá từ vài trăm cho đến vài triệu đồng một món đồ trang trí để phục vụ các khách hàng chịu chi. Trên thị trường rất nhiều đơn vị chỉ nhận trang trí Giáng sinh với gói từ 15 triệu đồng trở lên. Thông thường các khách hàng chọn gói từ 50 đến 200 triệu đồng. Theo tìm hiểu, hiện có những đơn vị dùng gói 1 tỷ đồng để trang trí không gian. Những ngày cận Giáng sinh, các thợ thi công trang trí phải tăng ca liên tục. Ca ngày thợ được trả 300 đến 350.000 đồng, ca đêm từ 60.000 đồng một giờ tăng ca. Hơn 4 giờ sáng nay, xe khách giường nằm 48 chỗ chạy trên đường Kinh Dương Vương hướng từ vòng xoay An Lạc về bến xe miền Tây đã tông thẳng vào đuôi xe khách loại 29 chỗ dừng chờ đèn đỏ phía trước. Cú tông cực mạnh đẩy xe khách 29 chỗ lao đi một đoạn hơn chục mét, nhiều người bị thương. Sáng sớm nay trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe khách làm nhiều người bị thương. Giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Cả hai xe khách đều hư hỏng nặng, biến dạng đầu và đuôi, bể kính chắn gió, một số bộ phận máy móc xe gãy vụn văng ra khắp đường, nhiều hành khách trên hai xe bị thương. Trong đó riêng ô tô 29 chỗ tài xế cho biết có 5 hành khách bị thương phải nhờ các xe ôm gần đó chở vào bệnh viện cấp cứu, kiểm tra sức khỏe. Những hành khách không bị thương sau đó được chuyển sang một xe khác để tiếp tục lộ trình. Tối qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đây là lần đầu tiên Công an Đồng Nai huy động quân số lớn và đọc lời tuyên thệ tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ quần chúng nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, bình yên và hạnh phúc. Trước khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại buổi lễ, Tân Giám đốc Công an Đồng Nai Đại tá Vũ Hồng Văn đã phát lệnh yêu cầu toàn bộ lực lượng, phương tiện kiên quyết trừng trị các loại tội phạm, tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp đất, tổ chức đánh bạc, các tụ điểm phức tạp về ma túy, khai thác khoáng sản. Đối với các băng nhóm đang hoạt động, phải thực hiện phương châm đấu tranh, cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, tróc rễ, đồng thời có đối sách quản lý các đối tượng đã triệt phá, không để tái hoạt động trở lại. Tại buổi lễ ra quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cũng yêu cầu lực lượng công an tỉnh Đồng Nai xử lý cho bằng được các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn, xóa sổ cho bằng được tội phạm hoạt động bằng nhóm. Hôm qua, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục kiện hàng hóa, bên trong có chứa dao, đao kiếm, số hung khí được vận chuyển bằng đường bưu điện. Trước đó, công an nắm được thông tin có người lợi dụng dịch vụ giao hàng hóa qua đường bưu điện để chuyển nhiều vũ khí tự chế đến người tại tỉnh này. Sáng ngày 16 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với ngành chức năng kiểm tra số bưu kiện tại bưu điện tỉnh này và phát hiện 22 bưu kiện có chứa 26 bộ dao, đao, kiếm. Số hung khí này do một người trú tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ship cho 22 người tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những ngày qua, cư dân mạng khắp nơi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên rất đặc biệt của vườn hoa dền cát tại thôn Hòn Ông, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Cánh đồng hoa dền cát mọc một cách tự nhiên, càng tăng thêm sức hút cho du khách đến đây tham quan, chụp hình. Đây là khu vườn của gia đình ông Soi Ý Quốc, 60 tuổi, bao quanh là những cánh đồng cỏ xanh bạc ngàn. Sau khi chú cày xong, để định trồng keo nhưng mà không có trồng nên cái rau dền cát đây tự nhiên nó mọc từ khoảng đó đến nay có gần 4-5 tháng thôi. Không giống như những vườn hoa được trồng và chăm sóc tỉ mỉ, cánh đồng hoa dền cát mọc một cách tự nhiên và rất hoang sơ, khiến vẻ đẹp của cánh đồng hoa càng trở nên lôi cuốn. Theo người dân, hoa dền cát là loài hoa thân thuộc ở nơi đây. Tuy nhiên, chưa có vườn dền cát nào lớn và đẹp như vậy từ trước tới nay. Khi mà cô đến cái vườn hoa đây thì cô không nghĩ là ở đây là có một cái vườn hoa thiên nhiên nó đẹp như thế này. Cô cứ nghĩ là nó bình thường thôi, nhưng mà khi cô đến đây là cô thấy nó quá tuyệt vời luôn. Tháng 12 là thời điểm đẹp nhất của loài hoa này. Hoa mọc dày vươn cao và phát triển tươi tốt, có màu hồng xinh xắn, nhẹ nhàng. Rất nhiều du khách ngỡ ngàng khi lạc bước vào khu vườn địa đàng này. Theo ông Soi Y Quốc, đến giữa tháng 1 năm 2020, hoa dền cát sẽ tàn. Gia đình ông sẽ luôn chào đón mọi người trong và ngoài tỉnh đến đây tham quan và chụp ảnh. Ông hy vọng mỗi năm loài hoa này sẽ lại nở và khoe sắc để du khách tiếp tục tìm về nơi đây thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa dại xinh xắn, nơi núi rừng hoang sơ của tỉnh Phú Yên. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuoitре.vn quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.